rằng anh yêu em nhiều không? Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không còn rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Trai tài gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiểu dạng ngựa ô anh khớp đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo.
trai tài gái sắc, đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình chuyện trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang, đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi, 1, 2, 3 vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Vì dầu cầu vàng mà đông đinh, anh sẽ đưa em đi về Vinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em dìu đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó có anh lo. Em à, anh thương em gái xinh hiền ngoan, như quyết năm nay anh cưới em làm do má anh. Đi đâu cũng được, chỉ cần hai chúng ta gần nhau, son sắt một lòng ấm em đến muôn đời sau. Chờ ngày lành ga năm, anh sẽ mang chậu cạo sang thăm, đón em lên thiền qua được dâu. Bà con ai cũng mong đến ngày mà hai chúng ta xin dây, tài năng ly cùng nhau hát ca. Người ơi ai thương em bằng anh, thương quên luôn ngày đêm, chẳng phải đi đâu xa kiếm tìm. Thề luôn ai thương em bằng anh, xa xôi đâu ngày chỉ kiếm cái lá dừa bồng anh mang về. Bằng lòng anh đưa em về Vinh, cô dâu xinh thiệt xinh, dứt chiếc xe cầm đi anh đón nàng. Vàng dòng cho em đeo đầy tay, chẳng lo chi người ơi, tình ta nay về sau nó tới luôn em ơi, dứt luôn em ơi. Cứ trong ngóng đầu xa xôi có anh ở đây chờ chờ em tới. Ai thương em cho bằng anh, yêu em yêu như là anh, mê em giống như là mây yêu trời xanh. Tới luôn em ơi, dứt luôn em ơi. Cứ trong ngóng đầu xa xôi có anh ở đây chờ chờ em tới. Ai thương em cho bằng anh, yêu em yêu như là anh, mê em giống như là mây yêu trời xanh. Em ơi em à, anh thương em gái xinh hiền ngoan, như quyết năm nay anh cưới em làm do má anh. Đi đâu cũng được, chỉ cần hai chúng ta gần nhau, son sắt một lòng ấm em đến muôn đời sau. Chờ ngày lành ga năm, anh sẽ mang chậu cạo sang thăm, đón em lên thiền qua được dâu. Bà con ai cũng mong đến ngày mà hai chúng ta sum dây, tài năng ly cùng nhau hát ca. Người ơi ai thương em bằng anh, thương quên luôn ngày đêm, chẳng phải đi đâu xa kiếm tìm. Thề luôn ai thương em bằng anh, xa xôi đâu ngày chỉ kiếm cái lá dừa bồng anh mang về. Bằng lòng anh đưa em về Vinh, cô dâu xinh thiệt xinh, dứt chiếc xe cầm đi anh đón nàng. Vàng dòng cho em đeo đầy tay, chồng phẩm lễ gồm có 6 mâm, trong đó có trà rượu. Sao người ơi ai thương em bằng anh, thương quên luôn ngày đêm, chẳng phải đi đâu xa kiếm tìm. Thề luôn ai thương em bằng anh, xa xôi đâu ngày chỉ kiếm cái lá dừa bồng anh mang về. Bằng lòng anh đưa em về Vinh, cô dâu xinh thiệt xinh, dứt chiếc xe cầm đi anh đón nàng. Vàng dòng cho em đeo đầy tay, chẳng lo chi người ơi, tình ta nay về sau nó ấm. Tại trời xanh, tới luôn em ơi, dứt luôn em ơi, trong nhóm đồng xa xôi của anh nơi đây chẳng chạy tới.
để tay thương em cho bằng lành. Yêu em như là anh, mơ em giống như là mây mây mây. Anh chưa say nên để sao sao sao. Mấy cây xăng mẹ thì vừa mua thêm nhà băng. Vì anh quá thích em nhưng mà chưa tiền ngỏ lời. Hai gia đình chưa môn đăng hộ đôi, sợ rằng em lấy anh sau này em mừng cả đời. Cân vàng đồng tiền nó cực lắm. Nếu trong túi anh không có tiền em gì giờ y em chịu không. Chỉ có chiếc Audi cho gia đình anh đi mừng nông. Đất không có nhiều cho nhà em một chục hecta. Muốn lấy em sẽ nhà làm dâu nhưng trong túi anh không có tiền em gì ơi em thấy sao. Ba mới thu về vàng dòng không mấy bao. Em thấy anh nghèo thì phải thương anh nhiều. Túi anh không có tiền em gì ơi em thấy sao. Thì bắt cầu kiều muốn con em đẹp cứ liều yêu anh. Tuy anh không có gì nhiều gia đình tỷ phú nói gì cho nhanh đi. Anh yêu em như ba năm bảy thôi. Vì anh muốn cuộc tình mình không thể nào mà chia đôi. Mẹ anh thấy anh thương thầm em nên mới bán luôn đi ba đàn trâu. Mang tiền qua thăm nhà em cho hai bác thấy đôi ta bằng nhau. Mẹ anh nói nếu có con dâu thì ghi tên luôn vô số không. Với ông về với bà cái phần mang về thương thương với ông tới phần cháu nó lệ lại. Đấy, tập về là lại họ. Vậy thôi bây giờ tôi chinh ra thay mặt cho họ nhà trai cũng chinh nữa. Họ đò, họ đồng nhà gái, ông đại diện. Bây giờ cái phần là tiền không chuẩn rồi cho vàng. Bây giờ có quay phim chụp hình để cho cháu dâu nó ra. Hai đứa nó cùng lại tổ chức ông bà rồi đó mình nó lại cha mẹ hai bên. Cái rồi đó cũng không chào rồi. Rồi cuối cùng là thỉnh là cái lễ câu là lại ông ở trong là lại cái lễ cháu đâu lên trong trong đại diện nhà gái coi ông trình lễ như thế nào hay hoàn là trình lễ theo như thế được. Giờ mình chế gì đây cho nó cháu chế đi gì giờ em thấy sao. Trong túi anh không có tiền em gì giờ em thấy sao. Chỉ có chiếc Audi cho gia đình anh đi cấy rau. Đất không có nhiều cho nhà em một chục hecta. Muốn lấy em về về sang nhà làm dâu nhưng trong túi anh không có tiền em gì giờ em thấy sao. Ba mới thu về vàng dòng con mấy bao. Em thấy anh nghèo thì phải thương anh nhiều. Túi anh chúng tôi á là họ nhà trai chúng tôi đã đi trước một bước là để cho tiền tiền để cho nữ trang cháu nó cùng ra mình nó cùng lại luôn vậy là vậy là nhà gái còn không mới là ngồi buồn một mình đêm la đêm qua. Tự nhiên có người vô đứng trước cửa nhà. À thì ra con bà ba sắp tới lấy chồng. Thiệp hồng trao tặng tay anh đâu có mong. Vì anh thương em từ thuở lên mười. Ngày mùa hôm nào thèm thùng nhìn em cười. Ngược chiều dòng sông xưa còn đây hình bóng cô nàng. Tuổi xuân thì bò mơ mộng còn đang gió giang. Em xin
xa là để chở che, yêu thương là để bao chàng lầm đường là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em từ ông xa em trao em gọi game để dành, nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Em sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao chàng lầm đường là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em từ ông xa em trao em gọi game để dành, nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Bồi hồi bia đã ngâm, anh đã thắm hơi mấy say rồi. Nhìn trời nhìn mây, ông bom đồ nô tung cánh bay ngang đời. Người xuất gia bỏ lại tiếng sao trời dời. Hết hôm nay anh không say không về đâu. Hãy nắng hãy nắng hãy dâng ly trà, mừng ngày nắng đã qua. Cùng nhau hòa ca mình góp vui từng ta đừng tưng 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 một chàng dấu tay để cho buổi tiệc hôm nay được tưng bừng hơn được không ạ? Nhảy múa hát ca, trèo lên sân khấu anh nhảy cha cha cha. Bà con xâm diện qua xa lang hôm nay, úi giời hai ba chục lon anh chơi tóc tay. Vì anh thương em, từ thuở lên mười. Ngày mùa hôm nào thèm thùng nhìn em cười. Ngược chiều dòng sông xưa còn đây hình bóng cô nàng. Tuổi xuân thì bò mơ mộng còn đang gió giang. Em sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao chàng lầm đường là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em từ ông xa em trao em gọi game để dành, nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Em sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao chàng lầm đường là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em từ ông xa em trao em gọi game để dành, nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Nàng vẫn còn là thiếu nữ thường từ chiều cho tới mai, cuộc đời này còn nhiều thứ mà em chưa nếm, sao em đã cưới ai nhớ không cái hồi hôm bữa còn kêu ca, chán quá thân chồng tao chỉ biết điêu ngoa, vậy mà hôm nay em đã xa vào lối u mê mất rồi bởi tới đại thiếu gia. Thôi tim anh ở đây đang chống tên, xuôi qua bao không gian tìm bóng em, anh luôn luôn yêu em từ mọi vũ trụ thực tại, anh là đó là chồng em, ta bên nhau trăm năm bạc mái đầu, sau kiếp anh nên phải rời lòng, phải rời lòng. Nhưng lại nơi đây em đến ai khác anh chẳng xa. Em sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao chàng lầm đường là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em từ ông xa em trao em gọi game để dành, nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Em sinh ra là để chở che. Tôi mời các cấp, ví dụ như nội, ngoại, ông nội bà nội qua không, ông ngoại bà ngoại qua. Kế tiếp là từ ông dưới giai cấp ông á, của cô dâu chú rể đó, từ ông hai cho đến ông út, trong đó có xu gia của ông già lớn hơn, đến bàn hội đồng để cho hai cháu nó ra mắt. Ông chết mất mẹ hết trơn, còn ông nào đâu, hai giá lượng á. Kế tiếp là dưới giai cấp bác chú cô cậu gì dưỡng gì dưỡng cô dưỡng đến bàn hội đồng để dùng chung thủ cho hai cháu nó ra mắt. Cô xá, hai đứa nhìn với nhau, xá chậm chậm. Chế luôn đi. Cô ra. Cô này chế luôn. Bác chú cô cậu gì dưỡng, gì cũng dưỡng mà cô cũng dưỡng. Vậy là cho qua luôn đi con ơi. Cho qua luôn, chế luôn. Xá thẳng cho hai xá. Hai luôn. Sau cùng là còn phần cha mẹ. Thì cha mẹ thì cũng như bên thông gia của tôi, bên họ nhà gái thì cha mẹ qua phần. Thì nhờ ông đại diện với... ai mà mua căn không có gì đó là người ngồi xuôi đó thì bằng tình miền tây sông nước chốn hữu tình anh đừng làm thương anh trai thành đô anh có thương thiệt không đừng có dài dòng cho em đầy lòng ngóng chờ mong em nơi miền quê có tấm lòng son sắt thật thà đừng đem dối trá em thương quá rồi lại đi kia lúc ngoài đông giờ đã trổ bông thương em thì không sao cứ dài dòng mẹ nói là em tới tuổi lấy chồng anh không mau hôn thì đừng trách con đò sang sông. Thương mà thương yêu không chết chuyện kia có phải lòng vòng em là em chờ mong thương mỗi mong
ông đại diện của họ nhà gái đi giao lại cho đại diện nhà trai làm lễ lễ. Thì bây giờ đến cái phần lại cha mẹ và anh chị đó, xong tới phần cháu nó làm lễ lập xong vương ông chồng để trình lên tổ tiên ông bà, sau đó trình xong rồi là họ tập nhà trai với chúng tôi đó là đại quốc dâu, là trước là quốc dâu sau là thỉnh họ tập bên nhà gái để đưa dâu cháu về nhà chồng để ra họ nhà trai dùng một bữa tiệc ăn mặc vậy. Tôi xin chứ mà hai con quay vô để làm trong rồi đưa anh em đây. Thương em thì không sao cứ dài dòng. Mẹ nói là em tới tuổi lấy chồng, anh không mau hôn thì đừng trách con đò sang sông. Xong giờ ta có trình một cái lễ là rước dâu thỉnh họ ra, tôi cũng phải đại diện cho bên họ nhà gái mình, ai đi xe đi xe thì đổ xăng, đi tàu thì đổ dầu, đã chuẩn bị được khi nhà trai bước ra mình phải cùng đi theo luôn. Bye.
đổi thì mình qua ngày mai, mà coi tương lai hai đứa sau này là ai bằng ai. Đường quê quanh con xanh ngát kéo nhanh tàu mò, cho về làm dâu chứ đâu cần gì để má giàu to. Ba má anh đã kêu anh mấy cưới đi tiền tao sẽ lo. Thôi quá tuyệt vời, tụi mình là nhất trên đời. Ngày đám cưới đó tao xin rước dâu đi về quê, pháo hoa đông đưa người thương. Đâu ai biết đâu duyên tơ hồng lại thầm măng đông. Hai ba vô đi khắp thế gian này chơi, em muốn đi đâu anh cũng chiều em tới đó. Việc của chúng mày hai đại diện tham gia để đứng trước bàn thờ để mà niệm hương, để cho cháu để trình lễ bái tập và lại họ là trình lễ của quyền đó. Mấy ông đừng quánh nước ha, trong thì giờ trả lời đừng quánh nước. Thì khi biết mời ông đại diện bên họ gái đừng quánh nước tự nhiên nha. Cảm ơn anh. Đi đâu anh cũng chiều em tới đó, có hai bàn tay trước giờ anh chưa nắm ai. Em cũng như tình đầu vì giàu anh thương em quá. Trăm năm tạo phước tiền, xin mời hai vị cháu một cháu và thầy hư. Khá lễ con hai cháu. Một, hai, xe ra ngoài cháu một cháu. Xe ngoài, mày còn thêm cháu không? Khá lễ, hai cháu mà. Rồi, hai con xe vào bên trong để lại trình tổ tiên ông bà nữa con. Rồi bây giờ hai con sáu một cháu rồi cháu vô ngồi xuống nha, khá lễ. Rồi cháu vô ngồi xuống cho con ngồi với tư thế con biết ngồi chết thấy không? Con quỳ xuống quỳ nha. Rồi hai con đi xuống được. Đúng rồi. Cái gì con? Hai. Từ từ đó con. Coi chừng cái nhà áo dài gì đó không? Rồi con khá lệ con cháu đi. Còn xây ra hai đứa chị là dạ kính thưa đoàn luyện tập với ông và quý bà, cái phần cháu đã trình lễ bá tập đã xong, cái phần ghép lại là cháu là lại họ trước hết là cháu để trình trước hội đồng luyện tập. Mấy ông đang còn hiện tiền đó, chính cái mời quý ông để đứng lên để cho cháu nó ra mắt nó lại rồi lại nó lại là lại họ chính cái mời vào hội đồng đúng không? Một đời có bao giờ anh thân thờ, chỉ có bên anh làm em mong chờ. Có mẹ gật đầu chẳng chờ thêm chi, ngoài kia bao người nên duyên tình, chuyện tình mình sao anh cứ yên thinh. Mong cao trâu sẽ duyên nó đôi mình, dựng rạp đánh trống ngọc pháo tới linh đình. Em không mong vàng bạc đêm đỏ cổ. Hai hai ông cùng đây đây, ông ngoại em đây cũng cạn ly với anh ông nội cũng rõ ràng mở tay bút chung một bài cũng hay rồi nha. Rồi nhà hết năm nay mà không thấy tôi mách ba bà mà ngần giờ. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đưa ra. Mà đến ta về chung nhà em sẽ lo trông dâu. Ai là giai cấp của bà của cháu, bà ngoại, bà nội, bà ngoại và các bà trong gia tộc hai bên của cháu xin chúng ta để chào ông công uống uống rượu cho cháu nó lại à. Đây bà ngoại nhiêu không bà ngoại? Bà ngoại 2 triệu. Bà ngoại cho 2 triệu. Mai này em sẽ nôm cùng anh. Hỡi khoan hồ khoan em nguyện yêu.
giai cấp bác chú cô cậu gì dượng mở tiếng gì bên nội và bên ngoại cầm thân thật của cháu đó bước vào bên trong của một tiệm rượu để cháu nó làm lễ ra mắt à. Ở đây là giai cấp bác nha. Thôi,
tôi dự tôi 4 triệu chị Tho, có cô Tư cũng là 4 triệu nữa. Ừ, sáng rồi chú, sáng rồi chú, tập chung rượu con, em nhận chung rượu con một tay thôi ạ. Rồi, đây nhìn thằng máy rồi, sáng rồi chú, sáng rồi chú, sáng rồi chú, sáng rồi chú. Rồi, ok, tươi vô nè, 1, 2, 3, ra rồi. Ông tròn như ô ạ. Rồi, chị Vĩnh nói chạy, nó chạy, chị Vĩnh nó đi, lạc mặt tiền, đúng rồi, sáng qua đèn, xíu rồi, xíu rồi. Rồi, nhìn em nha. Rồi, mà chung rượu, uống chung rượu đi, chung rượu tới 200 đô rồi. Rồi, nhìn em luôn chưa, chạy, em thấy sao ba mươi thu về vàng dòng con mấy bao, em thấy anh nghèo tiền phải thương anh nhiều, tụi anh không có tiền em gì ở em thấy sao nhà anh răng dưới hai chân nhưng ba có mấy cây xăng, mẹ thì vừa mua thêm nhà băng vì anh quá thích em nhưng mà chưa tiền ngỏ lời, hai gia đình chưa môn đăng hộ đôi, sợ rằng em lấy em sau này em mừng cả đời. Đồng vàng đồng tiền nó cực lắm, nếu trong túi anh không có tiền em gì giờ y em chịu không, chỉ cho chiếc áo đi cho gia đình anh đi mất đâu, em đất không có nhiều cho nhà em. tôi về vàng dòng con mấy ba
ngày mai chuyên đường dài. Nếu thương thật lòng thì đâu ngày chia xứ xa, em thưa mẹ cha em theo anh về cho mình được nên duyên thành đôi. Trang trải miền quê lội mương cắm câu, đồng xa ruộng sâu lại chi dài dâu. Xin được gửi lời chào mừng, rất vui mừng hạnh phúc được đón tiếp tất cả những vị khách quý thân mến gần xa trong và ngoài tỉnh chúng ta đã không phụ lời mời. Những chút thời gian để có mặt trong buổi lễ tân hôn của chú rể Nguyễn Thanh Phương, sánh diện cùng cô dâu Nguyễn Thái Tâm trong buổi lễ ngày hôm nay. Trước khi phần nghi thức buổi lễ long trọng sẽ được diễn ra cho phép chị Thái, xin được thay mặt những người thực hiện chương trình âm thanh ánh sáng Lý Thông và toàn thể thành viên trong nhóm nhạc, xin được kể tới tất cả quý vị quan khách gần xa chúng ta có mặt trong buổi lễ long trọng ngày hôm nay 999 lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất. Kính chúc tất cả quý vị chiều sự như mơ, vạn sự như ý, hỷ sự bất ngờ và ngang lưng hạnh phúc. Dạ vâng, và kính quý vị, lễ tình yêu nhân gia đình hạnh phúc đó vẫn luôn là một đề tài nóng bỏng. Nó làm cho các nhà thơ suốt từ cổ chí kim đã tốn không biết bao nhiêu là giấy mực. Và cho đến ngày hôm nay có một bài thơ Bác Hủ nói nên rằng: mừng cho hạnh phúc lứa đôi, mừng cho đôi bạn trọn đời thủy chung. Chim tung cánh lon tưng mừng hạnh phúc, hoa hét cười đón ánh bình minh. Nhìn đôi bạn trẻ sánh vai đẹp đôi lông vùng chúc mai một nhà. Trai tài gặp gái sắc cầm đẹp như đôi lứa mặn mà cả hai. Quý vị cũng đã biết thì mỗi con người chúng ta khi đã sinh ra từ tấm bé và trưởng thành theo năm tháng, và một khi đã trưởng thành rồi thì ai cũng muốn cố gắng đi tìm một nửa của cô đơn mình. Và ngày hôm nay chú rể Thanh Phương và cô dâu Thái Tâm đã chính thức nên nghĩa vợ chồng, thì chúng ta không thể nào không nhắc đến những bậc chân thành, những đứa thiêng liêng cũng như đại diện hai phía gia đình. Vậy thì giờ đây chương trình xin được mời quý vị quan khách quý kính mến, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về sáng lễ long trọng ngày hôm nay để cùng ưu ái dành những tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt chào đón đại diện hai phía gia đình. Về phía họ Nam Hôn xin được trân trọng kính mời đại diện, đó là ông Nguyễn Thanh Thảo và bà Nguyễn Thị Diễm Trang, khu vực Tân An, phường Thượng Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Rất vinh dự là đại diện bên phía Nam Hôn trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông bà sẽ lên sân khấu và xin được mời quý vị chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn chào đón đại diện Nam Hôn. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Thảo và bà Nguyễn Thị Diễm Trang, đại diện bên họ Nam Hôn, rất vinh dự xin được mời ông bà lên sân khấu. Và xin được mời quý vị quan khách quý, chúng ta sẽ cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt chào đón đại diện Nam Hôn sẽ tiến lên lễ đài hạnh phúc. Đó là ông Nguyễn Thanh Sương và bà Lê Kim Xuyến, khu vực Tân Quế, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Rất vinh dự là đại diện bên phía nữ hôn trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời đại diện nữ hôn ông bà lên sân khấu. Và xin được mời quý vị quan khách chúng ta sẽ cùng chào đón đại diện nữ hôn. Một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt. Son em cũng còn son, ước gì ta được là con một nhà. Đó là những lời mong ước mà đôi lứa đang yêu nhau, ai cũng muốn được chung sống cùng nhau chung một mái ấm gia đình, được nâng niu âu yếm vỗ về nhau đi hết con đường hạnh phúc tình yêu mà mình đã chọn. Vậy thì giờ đây niềm tin yêu ấy, niềm hạnh phúc ấy đã đến với chú rể Nguyễn Thanh Phương, sánh diện cùng cô dâu Nguyễn Thái Tâm trong buổi lễ long trọng ngày hôm nay. Xin được mời quý vị quan khách chúng ta sẽ cùng hướng mắt về hai gương mặt xinh đẹp hạnh phúc nhất, sẽ cùng khắp tay nhau và cùng tiến bước lên đài hoa chúc. Xin được mời quý vị quan khách chúng ta dành những tràng vỗ tay hạnh phúc nồng nhiệt chào đón chú rể Thanh Phương và cô dâu Thái Tâm. Cõi tình yêu hai người lòng lầy đẹp yêu kiều, bao nhiêu ấp ủ là mơ ước hạnh phúc trọn đời. Ở bên thì mọi nhân vật quan trọng của chúng ta đã có mặt trên sáng lễ long trọng ngày hôm nay. Và trước khi phần nghi thức lễ sẽ được diễn ra long trọng, để tất cả quý vị quan khách chúng ta sẽ cùng gửi cho nhau những lời chúc hạnh phúc gửi đến chú rể Thanh Phương và cô dâu Thái Tâm, thì cho phép chương trình xin được thay lời gia đình đại diện bên phía Nam Hôn, đó là ông Nguyễn Thanh Thảo và bà Nguyễn Thị Diễm Trang, đã kết tình nghĩa thông gia đến với ông Nguyễn Văn Sương và bà Lê Kim Xuyến. Xin được thay lời gia đình hai họ, xin được gửi tới tất cả quý vị quan khách quý chúng ta có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay lời chân thành cảm ơn, lời kính chúc sức khỏe, và xin được mời quý vị chúng ta dành những tràng vỗ tay để đón nhận sau một cái lễ để chào mừng quan khách
bằng một cái lễ long trọng cúi đầu. Rất mong quý vị chúng ta sẽ cùng ưu ái dành một tràng vỗ tay nồng nhiệt. 1, 2. Và rót đầy những ly rượu tình rượu hiểu để vang lên đại diện hai phía gia đình. Giờ đây anh rót đi nào, còn 5 phút nữa nhổ sầu sang sông. Rót đi cho má em hồng, cho em đỏ, cho lòng anh say mong ước. Vì chủ đề chúng ta đã từng nói với cô dâu Hải Tâm và bảo rằng ước gì anh cưới được nàng, anh đem rạch bát vàng về xây, xây dọc gọi lại xây ngang, xây hồ bát nguyệt cho nàng rửa tay. Và cô dâu Hải Tâm cũng từng thỏa thẻ bên tai của chú rể: hai con xin được trân trọng kính mời đại diện Nam Hôn ba mẹ đi chiều này để chính thức nhận con là một nàng dâu hiếu thảo trong gia đình. Mời ba mẹ nhận ly. Nữ hôn đi chiều này để chính thức nhà con là một chàng gái nhà. Cùng những ly nước ngọt nghĩa tình, chúng ta gói thật đầy, hô thật to, uống thật càng. Bởi vì người ta thường nói không gì quý hơn khi nuôi con khôn lớn, được uống ly rượu mừng khi con cái thành nhân. Vậy thì xin được trân trọng kính mời đại diện hai bậc xuân thân, chúng ta sẽ cùng cùng ly với nhau và uống càng ly rượu mà mình đã cầm trên tay. Và cô chào chú rể chúng ta câu tay nhau uống rượu giao bôi. Và xin được mời quý vị quan khách, chúng ta sẽ cùng chúc mừng sau 3 tiếng điểm. Chúc cho hai họ luôn luôn nhiều sức khỏe. Chúc cho đôi bạn trẻ đó là chú rể Nguyễn Thanh Phương và cô dâu Nguyễn Thái Tâm sẽ mãi mãi hạnh phúc, trăm năm tình viên mãn. Bắt đầu nghĩa phu thê. 1, 2, 3. Bước tới để bắt tay nhau một cái để tỏ lòng tri ân tình thông gia. Rồi, xin được mời ham xui, chúng ta sẽ trở về bàn tiệc vinh dự. Hai ông nắm tay xuống trở về bàn tiệc vinh dự. Xin được mời đại diện hai mẹ luôn. Chúc cho hai họ đại diện nam hôn cùng nữ hôn, hai mẹ ngày này năm sau sẽ có tin vui, cháu nội cháu ngoại ẵm vòng cho nhà cửa đông vui sung túc. Vậy đây thì chương trình cũng xin được trân trọng kính mời chú rể. Cầm ca một bản nhạc tình, hai ta đẹp nhất khi mình có nhau. Xin được mời chú rể Thanh Phương và cô dâu Thái Tâm, chúng ta sẽ trao vị ngọt cho nhau từ hai chiếc muỗng hạnh phúc gia đình. Long trọng đã được diễn ra rất là thành công tốt đẹp trong buổi lễ ngày hôm nay, được sự chứng kiến của tất cả những vị khách quý cùng toàn thể hai họ. Chúng ta đã nhân chút thời gian vàng ngọc có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay đến để chung vui cùng gia đình và chúc cho chú rể Thanh Phương và cô dâu Thái Tâm trong buổi lễ ngày hôm nay. Thì để trả lại không gian tự do cho cô dâu chú rể sẽ chào mừng quan khách từ bàn tiệc, thì cho phép chương trình xin được mời cô dâu chú rể chúng ta nán lại sau ít phút để trao kỷ niệm cho nhau, đó là ngọt ngào nhất trong ngày hạnh phúc, đó là nụ hôn ngày cưới trước mặt tất cả những vị khách quý chúng ta có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Và trước khi hôn thì cho phép chương trình sẽ được hỏi ý kiến của chú rể Thanh Phương, mình hôn cô dâu Thái Tâm mà mình hôn ở đâu? Tại vì người ta thường nói hôn má trái thì hai gái, mà hôn má phải thì hai trai. Mà một khi chú rể Thanh Phương và cô dâu Thái Tâm chúng ta trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào từ đôi môi thì chúng ta sẽ có một trai và một gái. Xin được hỏi ý kiến của chú rể Thanh Phương, mình trả lời lớn lên cho bà con của mình biết, hai họ được biết là bữa nay là chú rể có chuẩn men chưa? Chú rể Thanh Phương hôn cô dâu Thái Tâm mình hôn ở đâu Mời quý vị có nghe chưa? Hôn ở đâu Mời rất là men. Rồi bây giờ thì trước khi hôn thì xin được mời chú rể chúng ta quay một góc 7 độ 3, cô dâu quay ngược vòng lại 3 độ 7, bắt đầu chuẩn bị hôn nha. Lấy bao bồng mèo thon thả của cô dâu được chú rể. Rồi nghe, bắt đầu chuẩn bị hôn nha. Và đặc biệt nhất thì MC cũng xin được mạn phép nhắc nhở với chú rể cô dâu là hôn thật sâu, thật lâu, thật dài, sau này sinh con ra càng thông minh càng xinh đẹp. Và sau 3 tiếng điếm bắt đầu hôn nha.
hôn tới nào mà điểm trăm mày hả buông. Nào quý vị ơi, trợ giúp cùng chương trình được không à? Bắt đầu. Một, hai, ba. Là gì em hãy xin cứ chỉ có anh bên cạnh em. Mình yêu con thật kẽ lên những ấm lên môi khi buồn. Yêu em thân giới chân chắc em đã lâu thật đau. Bằng lòng anh sáng ngân ngang bưng theo cao
sang chỉ mong ngày kết duyên cao trầu, mong cho mai sau ta luôn bên nhau nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông 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 ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn đừng rầu đừng lo có em đây mà em hiền, ba em khó anh có chi lo. Em sẽ theo anh về về làm dâu miền Tây. Vì làm dâu miền Tây mà em khoái anh rồi em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết nhường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe nè em thương anh lắm đó mình ơi. Yêu đương cho lắm rồi cũng chia tay à? Gặp đã là duyên, thôi mình sẽ cái phận. Bên nhau tuổi trẻ đến già không hối hận. Anh yêu em, ba chưa dễ ẹt ai nói mà không được. Như anh nè, lấy anh hôn, chào cao anh đưa tới dạm hỏi em về rồi chọn ngày lành. Xe hoa váy cưới, dọn dẹp cửa nhà đón mừng cô dâu mới nào là rượu hồng. Này là nhẫn cưới, gói gọn tình mình chân thành tuổi đôi mươi. Cầm tấm thiệp hồng xe duyên kết lối, tên chúng mình có cả ngày thành đôi. Tổng cưới hoa vàng ngập tràn cho ngày cưới, chỉ chờ anh rước nàng từ Sài Thành về nhà rồi. Rộn ràng ngày thành hôn của đôi ta, cô chú bác gì sao ngày hôm nay có thêm cháu dâu luôn nha. Chần chờ làm gì chồng ơi, tới luôn anh cứ chơi hết mình, xinh quá thì có em lò. Đám cưới tưng bừng ngập tràn làng trên sông dưới vui mừng, ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui hòa chung. Về là về bên anh, bên băng anh. Qua cánh đồng xanh, đồng xanh chắc chứa tình em trọn một đời dành cho anh mãi. Em sẽ theo anh về về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về về làm dâu miền Tây. Em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, tình lắm. Thương thì nói là thương, là em nói nghe này em thương anh lắm đó mình ơi. Em sẽ theo anh về về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về về
vì làm dấu miệng tay. Mà em khoái anh rồi em không lấy anh em làm sao. Anh là trai mi thường, em là dâu hiền ngoan. Hai ta sống bên nhau quên hết bao muộn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói